Tâm An xin được kính chào tất cả quý vị khán thính giả ta cùng nhau lắng nghe và theo dõi trên kênh độc truyện Chị Dậu. Và đến với kênh Chị Dậu trong buổi tối ngày hôm nay, Tâm An lại tiếp tục đồng hành cùng với tác giả Vân Thi. Xin được gửi đến cho quý vị phần tiếp theo của bộ truyện Con Dâu Nhà Họ Hoàng. Quý vị và các bạn thân mến, sau khi mà cô gái thanh tịnh của chúng ta trở thành mợ cả trong ngôi nhà này, cô có quyền, có thế và cô đang ra sức bảo vệ Gia Nô trong ngôi nhà này. Và bắt đầu từ đây, sóng gió ập đến, sự tranh giành quyền lực và cái sự mong mỏi có một đứa con trai để nối dõi tông đường đã áp đặt lên trái tim và khối óc của Thanh Tịnh. Cô phải làm gì đây để chống đối lại với tất cả mọi người, nhất là bà Tư luôn luôn tìm cách để hãm hại cô. Và câu chuyện ngày hôm nay sẽ cho chúng ta câu trả lời. Quý vị hãy cùng chú ý theo dõi với Tâm An nhé. Và quý vị khán thính giả thân mến, sau khi lắng nghe chuyện thì quý vị đừng quên bấm like, bấm chia sẻ để ủng hộ cho Tâm An cũng như ban biên tập của Đình Tùng Media nhé. Còn ngay bây giờ, xin mời quý vị cùng đến với phần 3 Con dâu nhà họ Hoàng, tác giả Vân Thi qua phần diễn đọc của Tâm An. Không thể tiếp tục, cô chống tay lên ngực cậu rồi dùng sức đầy ra, cậu chụp lấy tay của cô, đưa lên trên đỉnh đầu. bàn tay cậu luồn vào bàn tay của cô, rồi siết chặt. nụ hôn càng mãnh liệt hơn. cô còn chưa kịp thở, thì cậu đã nhanh tách đôi hàm răng của cô ra, rồi đưa chiếc lưỡi nóng bỏng của mình, càng quét khuấy động sâu nơi đó. cả cơ thể của cô như có luồng điện chạy qua, làm tê dại cả người. đầu óc trở nên mê muội. Cơ thể cô dần dần thả lỏng Bàn tay cô từ từ siết chặt vào bàn tay của cậu Cô nhắm mắt rụt rè Đáp trả nhẹ Nhẹ đến mức cô không muốn cậu nhận ra Nhưng đã nghiêng về cảm xúc Thì dù chỉ là một sự thay đổi nhẹ Từ hơi thở Thì cũng nhận ra chứ Làm sao mà cậu không biết Cậu cười nhẹ nhẹ Từ từ rời đôi môi Cô từ từ mở mắt nhìn cậu Ngại đỏ mặt Lúc nãy cô vừa làm cái chuyện điên rồ gì đây? Cô phải rồi. Cô đã đáp trả cậu. Vừa rồi là cô tự nguyện. Câu hỏi của cậu làm cô thêm rối bời. Dẫu sao, cô cũng là con gái, cũng biết ngại, biết xấu hổ chứ. Ấy vậy mà cậu lại hỏi thăng thừng như vậy, có khác nào đang làm khó cô. Tránh ánh nhìn của cậu, cô hắng giọng em không có là do cậu ảo giác cậu mau trèo xuống đi nặng quá chưa xong chuyện sao tôi phải xuống thế còn chuyện gì nữa cậu cậu cho em về đây là cô tự mò đến sao bây giờ cô lại xin về cái gì cậu ấy cũng nói được lòng cô đang mất bình tĩnh hay nói đúng hơn là cô sợ ở gần bên cậu như thế này cô sợ cô không kiềm chế được cảm xúc quái quỷ đó nó có thể ập đến bất cứ lúc nào dù sao thì phòng vẫn hơn à, tóm lại là em muốn về chỗ của mình ngủ á cậu leo xuống đi không phải vừa rồi cô mạnh miệng phòng này trước sau gì cũng là của cô sao thì cô cứ ngủ ở đây đi sao cậu là đàn ông mà cậu lại để bụng ghê như thế em nói vậy thôi chừng nào cậu lấy em thì em mới tính chứ nói chuyện với cậu em căng não lắm cậu tránh ra đi hình như cô không thích tôi đúng không ừ, tôi không nói nữa tôi hành động vậy lời cậu vừa dứt cũng là lúc hai bờ môi chạm vào nhau lần này cô không mê muội như lần trước nữa cô cắn mạnh vào môi của cậu có lẽ vì quá đau nên cậu ngồi dậy quẹt ngang miệng có một ít máu dính vào. Cậu nhăn mặt nhìn cô. Cô mạnh bạo vậy. Cô đẩy mạnh cậu ra khỏi người, ngồi dậy chỉnh lại quần áo. Em bảo rồi mà cậu không nghe em. Em đi đây. Trường nào cậu cứu em được thì hú em một tiếng. Lúc này bỗng nhiên có tiếng gõ cửa bên ngoài, tiếp đến là giọng nói của bà Tư. Cậu cả ơi, cậu có trong đấy không cô quay sang nhìn cậu vẻ mặt cuống lên còn cậu vẫn giữ vẻ bình thản như mọi ngày cô nhanh chóng đi đến trước mặt cậu hỏi gấp bà tư đang ở ngoài kia bây giờ tính thế nào ạ à cậu thì mở cửa thôi cậu điên đi à bà ta thấy em trong này thế nào bà ấy cũng kiếm chuyện với em cô nhìn quanh phòng thấy ở kia có một cánh cửa sổ nhỏ thành tịnh nhanh đi đến mở toang cửa sổ định trèo lên nhưng cánh tay bị cậu giữ lại cô định làm gì cậu không thấy à sao còn hỏi em nhảy qua đây mà trốn đi chứ làm sao em đâu ngủ lại đây được bà tư mà nhìn thấy cậu biết mà còn mụ đấy xấu tính lắm cậu cười nhẹ vì chưa thấy ai nói bà tư kiểu khó nghe như vậy chỉ duy nhất một mình cô trong nhà này tiếng bà tư lại vọng vào một lần nữa cậu cả ơi cậu có trong đấy không ạ đinh tùng kéo tay cô đi ra tấm màn ở góc kia rồi núp vào cô đứng ở đây đợi tôi cậu chỉnh lại quần áo rồi đi ra mở cửa bà tư nhìn thấy cậu miệng cười tươi khuya thế này rồi không biết má tư đến phòng tôi có chuyện gì à lúc nãy tôi đi ngang qua nghe thấy tiếng động mạnh trong phòng cậu nên thử xem có chuyện gì không ấy mà không có gì chỉ làm có một con chuột ăn vụng trong phòng của tôi thôi làm phiền má tư quá rồi có gì đâu tôi cứ tưởng có ai đó ở trong phòng của cậu vừa nói câu đấy bà tư vừa nhòm đầu vào xem bên trong thấy có vẻ lộn xốn sự nghi ngờ hiện rõ trên mặt của bà ta cậu cả đinh tùng mặt khó chịu lên tiếng má tư nếu không còn gì nữa phiền má về để tôi còn đi ngủ mặc dù rất muốn vào phòng xem tình hình thế nào nhưng cậu đã nói như vậy bà tư có muốn vào cũng không được nữa không có lý do gì để vào phòng lúc đêm khuya như thế này bà tư mặt hậm hực nhưng cố làm ra vẻ bình thường vậy tôi không làm phiền cậu cả dạ cậu nghỉ ngơi tôi về phòng đứng ở trong này cô nghe câu đấy thì tức lắm tại sao cậu ta dám gọi cô là một con chuột ăn vụng chứ cậu cũng biết nói đá nói xoáy người khác lắm khi không còn nghe tiếng động ngoài kia nữa cô mới đi ra nhìn cậu hỏi bà tư đi rồi hả cậu ừ thế em cũng đi luôn đây không ngủ lại đây sao chừng nào cậu lấy em ấy lúc đấy em mới tính Thanh Tịnh mở cửa nhòm đầu ra ngoài, không thấy ai, cũng nhanh chân chạy đi. Lúc nãy cô nghe giọng của bà Tư có chút gì đó nghi ngờ, cô đoán thế nào con mụ đó cũng đi kiểm tra cô, phải nhanh chân hơn mới được. Tiếng đập cửa rầm rầm cùng giọng nói lanh lành của bà Tư ở bên ngoài. Mai Hoa tỉnh giấc, nhìn sang không thấy Thành Tịnh đâu, cô đang đứng bên ngoài. Mai Hoa nhanh chóng bước xuống giường đi đến mở cửa nhưng người đứng trước mặt là bà tư cảm nhận có điều gì đó không hay mai hoa nhanh chóng nhích sang và đứng chắn tầm mắt của bà tư giữ bình tĩnh lên tiếng bà tư có chuyện gì à còn thành tịnh đâu dạ chị ấy đang ngủ ở bên trong ạ à? bà tư ánh mắt hung dữ nhìn mai hoa hăm dọa mày mà nói láo là mày ăn đòn đấy mai hoa nuốt khan xuống cổ mồ hôi bắt đầu tuôn ra nhưng vẫn cố gắng không biểu hiện rõ trên khương mặt con nói thật mà bà ba khuya như thế này rồi chị ấy đi đâu được ạ à? thật hay không vào kiểm tra rồi sẽ biết cô tránh ra đi bà tư đẩy mạnh mai hoa sang một bên hùng hồ đi vào ánh mắt bà ta dừng lại trên giường đi đến giật mạnh cái chăn mỏng ra thì thấy cô đang nằm ngủ ở đấy thành tịnh mở mắt đưa tay lên rụi rụi mắt nhìn bà Tư lên tiếng trách móc bà Tư khuya rồi bà không ngủ thì bà để người khác ngủ chứ không cần phải nói mặt bà Tư đen như đít nồi vứt mạnh tấm chăn xuống nền đất dẫm lên mà đi ra bên ngoài thành tịnh nằm đấy cười một trận hả hê mai hòa chạy vào tay chân vẫn đang còn run chị đi đâu đấy em thức dậy không thấy đúng lúc đấy bà Tư đến ôi em yếu tim luôn đấy. Chị đói bụng, nên xuống bếp tìm cái gì ăn đấy mà. Mà chị vào đằng đường nào đấy? Thành tịnh chỉ tay về phía góc bên kia. Ở đấy có một lỗ nhỏ. Kì kìa, chị chui vào cái lỗ kia kì kìa. May cho chị đấy, để bà Tư phát hiện thì lớn chuyện rồi. Thôi được rồi, đi ngủ đi, trời gần sáng rồi đấy. Trời vừa sáng Cô từ dưới nhà bê trà lên cho ông hội đồng. Thì đã nghe thấy tiếng ồn ào của ông và cậu cả. Chả nói rồi. Không được là không được. Cái vùng này hết gái đẹp rồi hay sao? Mà mày lại đòi lấy một con ở đỡ. Tiếng bà cả cất lên. Ông... Miễn sao còn nó thích là được. Bà ngồi yên ở đấy. Được là được thế nào? Lúc này Đinh Tùng lên tiếng dứt khoát con đã quyết định rồi nếu như cha không đồng ý thì có lẽ nơi này không còn phù hợp với con ông hội đồng tức giận đập mạnh tay xuống bàn nét mặt giận dữ mày mày đang uy hiếp cha mày đúng không cha biết tính con rồi đấy nói là sẽ làm mọi chuyện làm ăn trong nhà con sẽ bàn giao lại cho chú ba ông hội đồng ngồi xuống bất lực vì biết mọi chuyện làm ăn trong nhà đều một tay cậu cả quán xuyến cậu bà và cậu tư cả hai đều ham chơi nên không ai phụ giúp ông được gì chỉ có cậu cả là ông đặt một niềm tin nhất định nhìn thấy cậu kiên quyết như vậy có không muốn ông phải bấm bụng mà đồng ý ơi bảy muốn làm gì thì làm cái thần giả này quá mệt rồi sau câu tuyên bố của cậu cả cô đường đường chính chính trở thành mợ cả của nhà dòng họ hoàng các gia nô trong nhà, ai cũng quý mến cô, vì tính cô hòa đồng. Trừ bà Sên, tuy có e rẻ, nhưng vẫn còn cay cú cô lắm. Thân phận của cô bây giờ đã khác, có thể nói là một bước lên mây, trở thành mợ cả, một vị trí mà ai cũng mong ước, thậm chí là đấu tranh để có được. Nhưng đối với cô, chỉ cần một câu nói, cậu lấy em nhé, và hiển nhiên cô trở thành vợ của cậu kể từ đó mai hoa không còn làm việc dưới bếp nữa mà đi theo cô hôm đó bà cả gọi tất cả mọi người lại không thiếu một ai bà quay sang nhìn cô giới thiệu lại với từng người một đây là má ba cô gối đầu lễ phép chào hỏi dạ con chào má bà ba không thèm liếc nhìn cô một cái tay vẫy quạt liên tục bà cả tiếp tục lên tiếng còn đây là má tư cô thì thừa hiểu con người của bà tư thế nào nên không cần phải giới thiệu nhưng đang ở nơi đông người cô vẫn vui vẻ cối đầu chào con chào má tư bà tư nhìn cô ánh mắt sắc bén lên tiếng không dám mẹ kiếp chứ vì ai Hừm. vì theo vai vế phải gọi bằng má chứ cô ta hơn cô có hai tuổi gọi bằng má ngượng miệng thấy chết đi được còn đây là cậu bà và cậu tư nhà này cả hai đều là con của má ba cô nhìn thì nhận ra cậu ba ngay vì đã có một lần anh ta tính dê cô nhưng không thành ánh mắt cậu ba nhìn cô thật sự khó chịu xen lẫn sự muốn chiếm hữu nhưng cũng không làm cô phải khiếp sợ thành tịnh vui vẻ lên tiếng chào cậu ba cậu tư bà cả lên tiếng chỉnh sửa ngay còn phải gọi là chú ba chú tư chứ không phải cậu. À dạ vâng ạ. À. Còn kia là mợ ba và mợ tư nhà này. Cô nhìn mợ ba ánh mắt đầy thiện cảm, lần cô bị phơi nắng ở ngoài cũng may là có mợ ấy giúp. Nhìn sang mợ tư, dường như ánh mắt đó không ưa gì cô cho lắm, ánh mắt đầy sự khinh thường. Chào hai em. Mợ ba nhìn thanh tịnh cười tươi, như vừa mới kiếm được một người bạn tri kỷ cô cũng đáp lại bằng một nụ cười thân thiện lúc này bà tư mới lên tiếng nếu không còn chuyện gì nữa thì em xin phép chị cả cho em về phòng sau khi bà tư rời đi mọi người giải tán đúng nơi này thật là phức tạp ngay cả cách xưng hô cũng khiến cho cô đau đầu cô đi ra sau vườn mợ ba chạy theo gọi với chị cả ơi đợi em với nghe tiếng gọi đằng sau cô nhanh chóng quay người lại khi nhìn thấy mợ ba trên môi nở ra một nụ cười mợ ba gọi tôi à bây giờ chị là mợ cả rồi nên em gọi là em là em ba nhá cô khua khua tay cười chị em gì chắc cũng không hơn nhau bao nhiêu tuổi gọi tên cho nó thân mật mợ ba nét mặt vui hơn mọi ngày gật đầu thế cũng được nhưng có người khác thì nhớ xưng hô cho đúng đấy. Tôi là Thanh Tịnh, còn cô? Tôi tên là Nguyệt. Vậy từ giờ chúng mình gọi tên, cho dễ nhá. Và kể từ giây phút đó, cô và mợ ba Nguyệt thân mật như hai chị em, bù bám nhau suốt ngày. Sau cái hôm làm nghi lễ xong, cậu cả bận đi công tác trên huyện. Ngày mai hoa báo, hôm nay cậu về, nên cô nôn nóng một phần, không thấy cậu Cô thấy thiếu thiếu cái gì đó. Một phần cũng muốn xem cái bớt ở sau cổ cậu có mất đi không. Vì theo lời của bà lão kia chỉ cần cậu lấy cô thì cái bớt đấy sẽ tự biến mất và cô đến một thời điểm thích hợp sẽ được quay trở về. Nhìn cậu từ sân đang đi vào cô nhanh chóng chạy ra cười tươi sách cặp cho cậu. Cậu để em. Đình Tùng hơi ngạc nhiên bởi thái độ khác lạ từ cô. Cô là đang ủ mưu gì đây? Không tự nhiên mà thay đổi đột ngột như vậy được. Dù sao bây giờ cậu và cô cũng chính thức là vợ chồng của nhau, nên từng cử chỉ hành động phải đúng mực. Cậu nhanh chóng lên tiếng chỉnh sửa lại. Đã là vợ chồng, sao còn xưng cậu? Cô đi bên cạnh cậu cười thoải mái. Tại em quen miệng rồi ấy mà, xưng hô như thế nào mới đúng hả cậu? Phải gọi là mình. Không biết cậu nói có gì sai không mà cô cứ ôm miệng cười không nói gì thêm. Cậu quay sang cầu mày lên tiếng hỏi. Này, tôi nói cái gì sai à? Sao mình cứ cười hoài vậy? Nghe cậu hỏi một câu như thế, cô lại càng cười lớn hơn, không dứt được. Cười cho qua cơn cười, cô mới lên tiếng giải thích. Cậu có biết không? Cậu xưng hô như thế. Em nghe em buồn cười quá. Cái gì mà mình nghe nổi hết cả da gà. Tôi không thấy mắc cười. Mình làm quá rồi đấy. Thôi, em không quen cậu xưng hô như thế đâu. Nghe ngượng lắm. Gọi anh xưng em nhé. Cậu suy nghĩ gì đó rồi cũng gật đầu. Ừ, thôi, cũng được. Nhưng mà có mọi người. Phải xưng hô cho đúng mực đấy. Em biết rồi, cậu làm như em ngốc lắm ấy. Tôi khi cậu còn chưa nói hết câu, cô nhanh chóng chỉnh sửa lại. Cậu lại nói tôi rồi kìa. Cậu cười lấy từ trong túi áo ra một cái kẹp tóc đưa cho cô. Ừ, cho em này. Cô nhận lấy, đưa lên ngắm nghía và cười thật tươi. Đẹp thật đấy. Cậu cho em thật nhá. Thật chứ đùa cái gì. Mà vào phòng đi, anh cho em xem cái này. Cái gì thế? Bí hiểm vậy. Cho em xem luôn đi. Cái này không xem ở đây được. Đi vào phòng, anh cho xem. Cô ngửi thấy mùi nguy hiểm gì đó quanh đây. Cô nhạy lắm, nên nghe qua là biết ý đồ của cậu. Cô bĩu môi nhìn cậu. Cậu đừng có tưởng em không biết ý đồ đen tối của cậu nhé. Kẹp tóc thì em nhận rồi. Còn xem cái gì đấy. Em từ chối. Em đi tìm Mai Hoa đây. Cậu cười cười giữ tay cô lại, không cho cô đi. Không xem cũng được. Nhưng mà về phòng, chuẩn bị nước tắm cho anh chứ. Vừa bước vào phòng, cậu đã bế cô lên giường, thả cô nằm xuống và đè lên người của cô. Cô không có gì hốt hoảng, vì biết mình thừa sức đối phó với cậu. Mấy ngày hôm nay ở nhà, có nhớ anh không? Câu hỏi của cậu khác gì những anh chồng đi công tác xa, về nhà thì hỏi vợ đâu. Cô có nhớ cậu không thì, ngay cả cô, cô cũng không biết. Cô chỉ biết không nhìn thấy cậu thì buồn buồn một chút thôi. Chứ mà để nhớ ra giết thì chắc chắn là không. Sao thế? Sao ngây người ra vậy? Tại cậu hỏi cái câu này nó khó quá đi. Em không biết trả lời thế nào. Cậu cầu mày nhưng rồi lại giãn ra rất nhanh. Không biểu hiện rõ cảm xúc trên mặt. Treo xuống, đi đến bàn, rót một ly trà uống. Không biết cậu đang suy nghĩ gì, không vui, cũng không buồn và im lặng không nói gì. Thành Tịnh nhìn cậu mới nhớ ra cái vụ cái bớt. Cô đi đến, xoa bóp vai cho cậu. "Em pha nước cho cậu tắm nhé." Cậu gật đầu, rồi cô nhanh nói tiếp. "Để em cởi áo cho cậu nhé." Thành Tịnh nhẹ nhàng cởi lớp áo ngoài của cậu ra, kéo cổ áo xuống. Cô vẫn thấy cái bớt đó còn nguyên thậm chí không mờ đi một chút nào sao lại lạ vậy nhỉ không lẽ bà lão kia nói chỉ cần cậu lấy cô thì cái bớt đấy sẽ tự biến mất mà hay là bà ấy đã gạt cô chắc chắn còn gì đó mà cô chưa biết cô phải đến tìm bà lão kia một lần nữa mới được xong chưa lâu vậy tiếng cậu gọi làm cô giật mình thoát ra khỏi dòng suy nghĩ cô nhanh chóng cởi lớp áo còn lại xong rồi đây cậu chờ em một chút cả đêm hôm đó cô cứ nghĩ đến những lời nói của bà lão kia cái gì mà âm hòa vào dương dương hòa vào âm âm dương hòa quện hòa quện ở đây có ý nghĩa gì càng nghĩ cô càng dối não không thể hiểu hết ý trong câu nói của bà lão kia ban đầu cô nghĩ đơn giản chỉ cần cậu lấy cô thì mọi chuyện xong chỉ cần ngồi đợi thời cơ nữa thôi là được quay trở về đầu con nghĩ lại rắc rối như thế này thôi kệ cứ ngủ đi mai rồi tính tiếp sáng sớm hôm sau mai hoa vào phòng gọi cô dậy chị ơi chị dậy đi còn sớm mà ngủ thêm tí nữa không được đâu chị bà cả đang đợi chị ở nhà chính đấy chị dậy vệ sinh đi rồi đến đó nhanh nhá Cô mắt nhắm mắt mờ lách xác ngồi dậy. Vệ sinh xong quần áo chỉnh tề, cô cũng nhanh đi đến nhà chính. Tất cả mọi người đều có mặt đầy đủ. Bà Tư vừa nhìn thấy cô, đã lên tiếng, giọng chanh chua. Ơ hay, mợ cả, hả? lại cứ thích bắt mọi người, phải đợi chờ cô. Còn mụ này mở miệng ra nói câu nào, là y như rằng, móc từ đấy. Cô cười nhẹ, quay sang đáp trả. Má Tư nói quá rồi, con nào dám à? Chỉ tại đêm qua con hoạt động quá sức, nên sáng nay mới dậy trễ một chút. Mọi ngày con vẫn dậy sớm mà. Má Tư nổi tiếng là người độ lượng, nên chắc không để bụng đâu, đúng không ạ? À? Lời cô nói như vừa đấm vừa xoa, cô thừa biết bà Tư có tình ý với Đinh Tùng, nên thế nào cũng tức điên người lên. Cô nhìn mặt bà Tư, nổi hết gân xanh lên, rồi cười thầm trong bụng. Cô đi đến bàn, rót ra một ly trà đưa cho bà cả cười tươi khi tối má có ngủ ngon không ạ à? bà cả nét mặt hiền từ giang tay đón nhận ly trà từ cô dạo này má hay bị mất ngủ lắm uống bao nhiêu thuốc rồi thế mà vẫn vậy vậy để tối nay con sang con xa bóp cho má nhé nhìn cô và bà cả nói chuyện vui vẻ như vậy bà tư trong đó có cả mợ tư thấy khó chịu ra mặt không thể ngồi nghe thêm bà tư đứng dậy lên tiếng xin phép chị cho em về phòng cô nhìn theo dáng vẻ tức giận của bà tư mà thấy hả giả việc mụ ta kiếm chuyện trước đây từ từ cô sẽ trả thù bắt đạt cô ư đâu có tưởng dễ cô là ai chứ cô là con gái của lão đại đấy rời khỏi nhà chính cô đi xuống bếp Mấy gia nô ở đây, ai thấy cô cũng cúi đầu chào. Cô nhanh chóng lên tiếng. Mọi người, không cần phải làm như vậy đâu. Cứ như trước đây là được rồi. Ông sinh lên tiếng. Bây giờ, mợ là mợ cả của nhà này. Bọn tôi đâu có thể vô lễ được à? Mợ cả cái gì? Mọi người làm như thế này, con thấy ngại lắm. Lúc này bên ngoài, đã nghe tiếng của bà Sên quát vọng vào. Còn Liên đâu? Đi vớt bèo. Chị Liên nhanh chóng chạy ra, giọng hơi rụt rè. Dạ con đi ngay đi ạ. Sẵn cây dòi mây trên tay, bà xên quật vào người chị Liên hai roi, đến cháy ra. Tại sao? Tao sai từ sớm, mà bây giờ mày vẫn chưa đi làm. Dạ thưa bà, không phải đâu ạ, con mới đi gánh nước về, nên bây giờ con mới đi được. Bà đừng có đánh con. Mày còn đứng ở đây, Lý do lý chấu với tao à? Tao lại đánh cho nát mông ra bây giờ. Khi bà Sen vừa dơ roi mây lên, thì đã bị bàn tay của Thanh Tịnh giữ chặt trên không trung. Bà ta nhanh chóng hạ tay xuống, nhìn cô có phần hơi khép nép. Nhưng ánh mắt ấy vẫn cay cú như mọi ngày. Cô mới lên tiếng. Bà Sen, bà cũng to gan lắm. Bà thấy tôi, bà không chào sao? Bà ta mặt hậm hực, cúi đầu xuống miễn cưỡng lên tiếng chào mợ cả thành tịnh cười thầm trong bụng nhìn thấy đĩa trái cây trên bàn ở đằng kia cô đi đến lựa mấy trái thanh long đưa ra trước mặt của bà sen tôi không ăn được thanh long có hạt bà cầm lấy đem lấy hết hạt ra rồi đem vào phòng cho tôi nói rồi cô đi lướt qua mấy người gia nô đứng trong kia bịt miệng rồi cười thầm có lẽ vì họ thấy hà lòng hà dạ khi bà sen bị cô hành hạ như vậy. Thanh long mà bỏ hạt thì đến bao giờ mới xong. Bà sen nhìn đám gia nô kia đang cười mình, bà ta tức đến đỏ mặt rồi quát lớn. "Bọn bay đi làm việc." Ai đi ngang qua cũng thấy mắc cười và hà dạ khi nhìn thấy bà sen đang cặm cụi bỏ từng hạt thanh long ra. Đáng đời bà ta trước đây, không có ai đứng ra bênh vực cho họ thì giờ đã có mợ cả chống lưng, nên họ rất vui mừng. Từ đây cuộc sống của họ cũng dễ thở hơn. Hôm nay không mấy khi ông hội đồng ăn cơm ở nhà. Mọi khi ông ở huyện giam ba bữa ông mới về nhà một lần. Trong bữa ăn, cô thấy bà Tư liên tục gắp thức ăn cho ông. Điệu bộ làm ra vẻ quan tâm lắm. Bảo sao ông hội đồng không mê mẩn bà cho được bà cả dường như vẫn không còn tha thiết với ông trong suốt bữa ăn bà không còn nhìn ông lên một lần mặc kệ ai muốn làm gì đó thì làm còn riêng bà ba thì khác nhìn bà tư lườm nguýt có vẻ như bà ba cũng đang rất đố kỵ vì không được ông hội đồng dòm ngó đến mệt thật đấy cho cái mối quan hệ trong cái gia đình này cứ như thời của cô chỉ cần chồng mình lém phém bên ngoài là của quý của mấy ông, đã cắt ra rồi. Đố kỵ như thế này làm cái gì chứ? Nhưng mà thôi, mỗi thời mỗi khác, cô phải tập thích ứng với cái nơi này, vì cô không biết rằng đến bao giờ mình mới có thể quay trở về nhà. Đang ăn thanh tịnh nhìn thấy bà Tư định bỏ cái đùi gà vào chén của cậu cả. Cô nhanh tay gắp một ít rau, cố ý đẩy mạnh đôi đũa của bà Tư, làm rớt miếng đùi gà xuống bàn. Cô nhành miệng lên tiếng. "Ôi, má Tư, con xin lỗi nhé, chỉ là sự trùng hợp, chồng con bụng đang yếu nên không ăn được mấy cái đồ nhiều dầu mỡ thế này đâu ạ." À? Không cần phải nhìn, cũng biết bà Tư đang nhìn cô với ánh mắt sắc như dao, cơ mặt liên tục giật giật. Vài giây sau cũng giãn ra, mặt cô làm ra vẻ ôn hòa, giọng nói nhẹ nhàng, không tranh chua như mọi ngày. À, không sao. Tại thấy cậu cả dạo này xanh sao, nên gắp một tí thịt bồi bổ cho cậu. Cô nghe mà muốn ói, trở mặt còn nhanh hơn cả bánh tráng. Bà ta muốn diễn, thì cô ngại gì không diễn cùng. Má Tư đã có lòng như vậy, thì đúng là phúc phận cho vợ chồng con. Những việc như thế này, má cứ để đấy con làm được rồi. Chứ người khác người ta nhìn vào, lại lời ra tiếng vào ạ à. bà Tư nghe xong đã thấy sôi sục trong người thanh tịnh nói vậy khác gì đang nói tất cả mọi người ở đây đều biết bà Tư đang có ý với cậu cả chỉ có điều là cô không nói thẳng ra thôi mọi ánh mắt hướng nhìn về phía bà Tư làm cho bà ta cuống lên như gà mắc phải tóc nhanh chóng lên tiếng giải thích ơ ờ, mọi người tôi lo cho cậu cả là tôi đang lo cho mọi người trong cái gia đình này. Không phải cậu là người quản hết công việc trong cái nhà này sao? Lúc này thì bất ngờ, mợ ba ôm miệng oẹ liên tục. Bà tư tức giận nhìn thẳng vào mặt mợ quát lớn. Cái cớ gì? Tôi vừa mới nói xong mà mợ lại ôm miệng nôn ọe như thế? Cái thái độ khinh thường. Có phải không? Mặc dù cơn bồn nôn còn chưa qua, nhưng mợ ba vẫn cố lắc đầu thay cho lời phủ định không làm sao mà nói được vì cơn buồn nôn đang dân trào đến tận cổ cô thấy vậy nhanh chóng đi lại vuốt lưng cho mợ ba lên tiếng em ba em thấy khó chịu ở chỗ nào có lẽ vì không chịu được nữa nên mợ Nguyệt mới chạy ra ngoài gốc cây rồi nôn thốc nôn tháo cô định chạy theo nhưng bị cậu giữ tay lại nhìn cô lắc đầu cô lo lắng cho nguyệt không biết nguyệt bị làm sao nhìn sang cậu ba vẫn thấy anh ta ngồi đó ăn ngon lành mà không quan tâm đến vợ mình ở ngoài kia ảnh ta đúng thật là vô tâm cả nhà dường như không ai quan tâm đến phần ai người đó ăn đến khi mợ ba nguyệt đi vào mặt mũi tái xanh tái mét thì lúc này bà cả mới lên tiếng mợ ba con làm sao đấy Mợ nhanh chóng nuốt khan một ngụm xuống, dường như vẫn đang còn lợn cợn trong cổ họng, nhanh chóng trả lời. "Dạ, thưa má, chắc bụng con yếu ạ. À? Thế có cần gọi thầy lang cho con không?" Khi Mợ Ba Nguyệt còn chưa kịp trả lời, thì cơn buồn nôn lại xuất hiện, mợ lại tiếp tục chạy ra ngoài nôn ọe. Một lát sau đi vào, lúc này mặt của mợ không còn một giọt máu, mặt xanh như một tàu lá chuối vậy. Bà cả đặt chén cơm xuống, sau đó lên tiếng hỏi. Mợ ba, có thai sao? Nghe câu hỏi của bà cả, ai cũng phải khựng lại. Nhất là mợ tư, nhìn mợ ba không chớp mắt lúc này. Ánh mắt đầy sự chán ghét. Lúc này mợ ba mới chợt nhớ ra rằng, hình như mình đã trễ. Nhìn bà cả đáp. Dạ thưa má, con cũng không rõ à? Bà ba ngồi bên cạnh, đánh mạnh vào người mợ ba trách móc. Có hay không, mà cũng không biết. Cổ, đúng thật là rốt nát. Bây đâu? Bên ngoài, ông sinh chạy vào. Dạ, bà gọi con. Màu gọi thầy lang đến đây. Dạ, thưa bà. Một lát sau, mợ ba nguyệt được thầy lang khám. Và kết luận, mợ đã có thai. Ngay lúc này, bà ba lên tiếng, là trai hay gái? Dạ, cái thai này còn bé lắm, nên chưa thể biết được thưa bà. Bà ba móc trong túi áo ra vài đồng đưa cho thầy lang. Thôi được, ông về được rồi. Mợ bà Nguyệt có thai, ông hội đồng rất mong chờ vào cái bào thai này, chỉ hy vọng đó là cháu trai, vì hai đứa cháu kia đã là con gái. Tận đến ba năm nay trong nhà mới đón nhận lại một tin vui, nên ông rất hồ hởi nhất là bà ba mong chờ vào đứa cháu này có thể là trai thì con trai của bà tức cậu ba mới có địa vị trong cái gia đình này mọi khi mọi thứ đều rơi vào tay của cậu cả khiến cho bà khó chịu gia nô đưa vợ ba về phòng nghỉ ngơi thành tịnh chạy theo cầm tay nguyệt mặt dạng ngời chúc mừng em ba nhá sắp được làm mẹ rồi em cảm ơn chị cả những tháng sau này Em phải nhờ hết vào chị rồi. Cô nhìn vào ánh mắt mợ ba, thấy rõ sự vui mừng, xen lẫn sự lo lắng. Câu nói của Nguyệt, cô hiểu rõ hết hàm ý trong đó. Việc có thai trong cái ngôi nhà này, không dễ thở một chút nào. Trong khi ông hội đồng rất mong chờ, đó là một đứa cháu trai. Thành tịnh cầm chặt tay, nhìn sâu vào đôi mắt của mợ ba Nguyệt, rồi gật đầu chắc nịnh. Đứng nhìn Nguyệt đi khuất, cô mới thở dài. Tiếng cậu cả vang bên tai. Em làm cái gì mà đứng thần thờ người ra đấy? Mợ ba có thai, nhưng sao em lại thấy lo lắng thế này? Một cú vào đầu cô, một cái khá đau. Em lo cho thân của mình đi. Trong cái nhà này, trừ anh với má cả ra. Em không được phép tin ai hết, nhớ chưa? Cậu nói nghe ghê thế. Em không dễ bị bắt nạt đâu. Nhưng đừng có chủ quan, anh đi đây. Cậu đi ra cửa hàng gạo đi à? Ừ, tối về anh mua bánh cho. Ở nhà ngoan đấy, đừng có gây chuyện. Mợ từ lúc này hậm hực đi vào phòng, ngồi xuống cái bàn, uống liên tiếp mấy ly nước trà, nhưng vẫn thấy nóng bừng bừng trong người. Vừa hay nhìn thấy cậu ba đi vào, trên tay mân mê mấy con gà lại làm cho mợ tức tối hơn. <laughs> cậu Tư đứng nhìn mợ Tư, giọng tức giận. Sao đấy? Mình làm sao đấy à? Mợ Tư mặt đỏ bừng bừng, tay quạt liên tục, mà vẫn không giảm cơn nóng trong người. Nhìn cậu Tư trách móc. Tôi phải hỏi lại mình, là mình bị làm sao đấy? Suốt ngày cứ quan tâm đến mấy con gà. Có quan tâm gì đến công việc trong cái ngôi nhà này đâu. Mình nhìn đi cậu cả kìa. Một tay thâu túng hết. Bây giờ thêm mợ ba có thai nữa. Thì vợ chồng mình chỉ có nước ra ngoài mà ở thôi. Cậu Tư dường như không quan tâm đến mấy lời của vợ mình nói. Vẫn vuốt ve lồng gà. Nói ra những câu rất là vô tư. Ờ ừ, hay, mình lo gì mấy cái chuyện đấy. Anh cả giỏi giang quản lý công việc. Thì là đúng thôi. Trời ơi là trời, mình không hiểu à? hay là cố tình đấy? Mình hiểu vấn đề tôi đang nhắc đến không? Là địa vị đấy, mình có biết không? Tôi không nói chuyện với mình nữa. Đào hết cả đầu. Nói rồi cậu Tư ôm con gà ra sau vườn. Còn mợ Tư thì tức tối. Nhảy lên, nói theo. Sau khi trước, tôi lại lấy mình chứ. Đúng là nhu nhược. Mợ Tư đi lanh quanh trong phòng lo lắng khi nghĩ đến việc mợ ba có thai. Không thể ngồi yên một chỗ được, nên mợ bịt kín rồi nhanh chóng đi ra ngoài. Hôm nay bà ba đi chợ mua ít đồ trang sức, đi qua gốc cây, thấy một bà cụ lên tiếng. Ám khí quá nặng. Bà ba dựng chân lại, nhìn sang cụ bà đang ngồi dưới gốc cây, rồi lên tiếng hỏi. Bà đang nói tôi sao? Bà cụ gật đầu nhìn bà ba một cách bí hiểm. Đứa bé đấy, nó sẽ ám cả nhà bà. Bà ba xưa nay rất tin vào mấy cái trò bói này, nên vừa nghe xong đã nhanh chóng kéo quần lên, ngồi xuống lo lắng hỏi chuyện. Bà muốn nhắc đến đứa bé nào? Cái bảo thai. Nghe đến đây thì bà ba trừng hừng, ngạc nhiên hỏi tiếp. Sao bà lại biết Nhà tôi có người mang thai Ẩm dương Lão này nắm rõ trong lòng bàn tay Bà nên loại bỏ đứa bé Nếu không con trai của bà Sẽ gặp nạn lớn Nguy hiểm đến tính mạng đấy Có thể nói bà ba lúc này Đã tin răm rắm lời của bà lão kia nói Lo lắng Nên lại lên tiếng hỏi tiếp Vậy bây giờ Tôi phải làm sao Bà nói đi tôi tôi sẽ trả cho bà hậu hĩnh bà lão cười lắc đầu chỉ là tôi thấy ám khí trên người bà quá nặng nên mới có lòng nhắc nhở thôi còn tiền tôi không lấy đâu việc bây giờ bà nên phá ngay đi càng để lâu càng khó giải thôi được tôi sẽ về làm ngay cảm ơn bà đã nhắc nhở tôi vừa mới bước vào nhà bà ba đã gọi lên rất lớn tiếng. bọn bay đâu? chị liên từ dưới bếp chạy lên. Dạ, bà ba gọi con à. bà ba đưa cho gia nô một gói thuốc rồi nói. cho cái gói này vào trong thuốc của mợ ba. ông sinh nhìn thấy chị liên đồ gói gì đó vào trong ấm thuốc, thì nhanh chóng đi đến hỏi. này liên, cô cho cái gì vào thuốc của mợ bà đấy? con cũng không biết, không biết là gói gì, nhưng bà ba bảo con là bỏ vào đây để cho mợ ba uống ạ. À? Ông Sinh thấy nghi ngờ, cầm miếng giấy gói thuốc trên tay. Trong đó, chị Liên đang còn dính lại một chút màu trắng. Người đi người lại, nếm thử thì ông Hoàng hôn ghé sát vào tai chị Liên nói nhỏ. Đây là thuốc phá thai đấy. Chị Liên giật mình mở to mắt lên nhìn ông Sinh ông có nhầm không vậy sao bà ba có thể làm như vậy không phải bà cũng đang mong chờ vào cái thai của mợ ba sao Cô hỏi tôi thì tôi biết hỏi ai mà chắc chắn đây là thuốc phá thai bao đời nhà tôi làm nghề thuốc tôi biết rất rõ thế bây giờ phải làm thế nào ạ à? tôi thấy tội mợ ba quá mợ ấy hiền lành như thế hay là tôi đổ cái ấm thuốc này đi Cô muốn bà ba xé xác à? Để thuốc đây, tôi canh chừng cho. Cô mau đi tìm mợ cả, báo cho mợ ấy biết. Bây giờ, chỉ có mợ ấy mới giúp được mợ ba thôi. Được rồi, con đi ngay ạ. À? Sau khi nghe chị Liên báo tin, cô vô cùng hốt hoảng, ngồi bật dậy. Tại sao bà ba lại có thể ra tay với đứa cháu của mình? Chắc là có uổn khúc gì đó mợ ba đang ở nhà chính với bà ba đấy, mợ cả, mau đến nhanh đi. ở nhà chính, bà ba đưa chén thuốc trước mặt mợ ba, còn uống đi. thuốc này là gì vậy má? thuốc phá thai. mợ ba nghe mà muốn té ngửa, nhanh đặt chén thuốc xuống bàn, mà quỳ xuống van xin bà ba. má ơi, còn có gây ra lỗi gì? Xin má cứ trừng phạt con. Nhưng má ơi, má đừng bắt con bỏ đứa bé à. Bày không có lỗi gì hết. Lỗi là đứa bé này không thể tồn tại trong căn nhà này. Nó sẽ ám thẳng tư cho đến chết. Làm sao có thể như thế được ạ? À? Đứa bé này vẫn chưa ra đời mà má. Chính vì nó chưa ra đời, nên mới cần phải loại bỏ sớm. Bà lão kia... Đã nói rất rõ ràng rồi. Đứa bé này ám khí rất nặng, sẽ hại đối với chồng của con, nên con phải bỏ ngay lập tức. Mẹ bà nước mắt chảy dài, đập đầu liên tục trước mặt của bà ba rồi tiếp tục van xin. "Má ơi con xin má, má đừng tin mấy lời nói nhảm ngoài kia mà hại đến con của con, con xin má ạ." À? Mợ từ từ trong nhà đi ra, vẻ mặt vênh lên bình vực cho mợ ba chị bà nói đúng đấy chưa chắc lời bà lão kia nói đúng lúc này bà ba tức giận quát lớn ỉ miệng đi bày biết cái gì mà dám xúc phạm bề trên bày bày đâu dạ thưa bà giữ chặt người mợ ba đổ thuốc vào hai tên gia nô nhanh đi đến giữ chặt tay mợ ba lại không cho vùng vẫy một tên đổ thuốc vào nhưng mợ ba nguyệt cắn chặt môi rồi lắc đầu liên tục nước mắt chảy dài tên đó tiếp tục ra sức bóp chặt miệng mợ rồi đổ vào nhưng khi miệng chén vừa chạm vào môi thì từ ngoài thanh tịnh chạy vào hất mạnh chén thuốc xuống sàn đẩy hai tên kia ra khỏi người của mợ ba cô đỡ nguyệt đứng dậy lúc này bà ba đạp mạnh tay xuống bàn quát lớn Mỡ cả vừa làm cái trò gì đấy cô trấn an nguyệt rồi nhanh chóng quay sang nói với bà ba tại sao má ba lại cho em ấy uống thuốc tránh thai đứa bé đấy là tai họa của nhà này không thể giữ chuyện này mợ cả không nên xen vào chỉ dựa vào mấy lời nói nhảm nhí ở ngoài kia mà má ba hại con hại cháu nhà họ hoàng thử hỏi ông hội đồng mà biết được sẽ như thế nào đây bà ba mặt tức giận nổi cả gân xanh trợn mắt lên nhìn cô mợ cả đang hăm dọa tôi đấy sao con nào dám con chỉ nói sự thật thôi mà ba nên xem xét lại đi Hừ, đừng có tưởng rằng có cậu cả chống lưng mà mợ lên mặt với tôi tránh ra đi lúc này bà ba quay sang nói với hai tên gia nô tội mày đánh nó đánh đến khi nào Hư cái thai đó thì thôi Ngày lập tức Một tên dùng gậy quật vào người mợ ba Nhưng rất nhanh Thanh tịnh đã ôm chầm lấy Nguyệt Mà che chở Nguyệt nhìn cô cắn chặt răng Mà nước mắt lưng tròng Cô nhìn mợ ba nói chắc nịch Cô yên tâm đi Nhất định tôi bảo vệ đứa bé này đến ừ. cùng Tiếng bà ba quát lớn Bọn bây lôi mợ cả ra Một tên lôi cô ra nhưng cô vùng vẫy thoát ra chạy đến ôm chầm che chở cho Nguyệt bà ta tức giận quát lớn đánh mạnh vào đánh chết hai đứa đó luôn cũng được lúc này Mai Hoa chạy vào van xin con xin bà đừng đánh mợ cả nữa đánh nữa sẽ chết đấy ạ à. tiếp tục đánh đi muốn chết đi à bà đây không có ngại con xin bà con xin bà thành tịnh lúc này mới lên tiếng để xem, má ba đánh chết tôi, thì làm sao ăn nói được với cậu cả? Nghe nhắc đến cậu cả, bà ba có phần e dè, đưa tay ra hiệu cho gia nô dừng lại. Mai Hoa nhanh chóng đi đến đỡ cô và mợ ba đứng dậy, nhưng bà ba vẫn chưa muốn dừng lại, ra lệnh cho gia nô đem mợ ba trói ngoài sân, phơi nắng, không cho ăn không cho uống, ai làm trái xử không tha. Bà bà chơi cách này cô không thể làm gì được. Đứng nhìn Nguyệt ở ngoài sân phơi nắng. Cái nắng của mùa hè gay gắt mà lòng cô cảm thấy rất đau. Một người mang thai làm sao có thể chịu được. Cô quay sang nói với Mai Hoa. Này, em có biết cậu ba đang ở đâu không? Mai Hoa lắc đầu. Cậu ba đi chơi lung tung lắm, khó tìm. Mà có thấy cậu ấy cũng không về đâu. Cậu ấy bây giờ và trước đây nữa có quan tâm đến mợ ba đâu chị thế bây giờ phải làm sao đây cứ thế này chị sợ cô ấy không trụ được hay chị gọi cậu cả về đi chỉ có cậu cả mới có tiếng nói trong cái nhà này thôi thành tịnh suy nghĩ gì đó rồi nhanh chóng quay sang nói với mai hoa bây giờ em đi với chị ra cửa hàng gạo gọi cậu cả về <laughs> cái thời này không có cái điện thoại mà dùng. Điên thật đấy. Bà Tư từ trong nhà ra thấy Thành Tịnh đi ra ngoài. Bà ta quay sang nói nhỏ với một tên gia nô gì đó, rồi mỉm cười một cách bí hiểm. Thành Tịnh và Mai Hoa co chân chạy thật nhanh đi tìm cậu cả. Cô vừa thở hồn hền, vừa nói. Chúng ta phải nhanh lên, bà ba không dễ dàng gì bỏ qua đâu. Phơi nắng chỉ là một kế hoãn binh. Bà ba quá độc ác, ngay cả con cháu ruột của mình mà cũng ra tay sát hại lòng người đúng là khó đoán chạy đến một đoạn đường vắng xung quanh là cây cối um tùm bất ngờ từ trong bụi cây nhảy ra hai tên bịt kín mặt làm cả hai phải dừng chân lại mà thụt lùi về phía sau thành tịnh đẩy mai hoa đứng về sau lưng của mình lên tiếng nói với hai tên kia mấy người là ai hai tên kia tiếp tục tiến đến sát người cô thành tịnh bắt đầu lo lắng đưa ra lời hăm dọa mấy người muốn cái gì bọn tôi la lên bây giờ đấy một tên trong đó lên tiếng thách thức la lên đi xem có ai không cô nhanh cầm lấy tay của mai hoa quay đầu bỏ chạy miệng không ngừng la lớn có ai không cứu cứu với mẹ kiếp bắt hai con đấy lại hai tên đuổi theo một đoạn thì nắm được cánh tay của mai hoa dù cố vùng vẫy thoát ra nhưng không thể nào được nhìn thấy mai hoa bị hai tên kia bắt giữ cô nhanh chóng nhặt lấy khúc cây bên đường mà chạy đến chỉ thẳng vào hai tên kia bọn mày bọn mày buông tay ra bắt cô ta lại tên kia hùng hồ tiến sát lại gần cô Hùng hãn của khúc gỗ về phía trước mày mày không được bước tới đây tên đang giữ lấy mai hoa thấy tình hình không ổn hắn ta buông tay ra cùng với tên kia xông thẳng về phía cô thành tịnh tay vẫn cầm chặt khúc gỗ quờ quờ về phía trước nghiêng đầu nhìn sang mai hoa nói lớn mai hoa em chạy đi mau đi tìm cậu cả ở đây để chị đối phó mai hoa lắc đầu không muốn đi không được đâu em không thể để chị một mình như thế này được đi đi đừng lo cho chị không còn nhiều thời gian đâu Em nhất định phải tìm thấy cậu cả đấy. Nhanh cái chân lên. Xưa này biết tính của thành Tịnh ngang bướng, nên khó có thể thay đổi được quyết định. Mai Hoa bấm bụng, mà quay đầu bỏ chạy về phía trước. Trong lòng vẫn không ngừng lo lắng cho cô ở phía sau. Chạy được một đoạn, thăm dò người dân đi đường, thì biết được kho gạo của nhà ông hội đồng ở phía đằng kia. Mai Hoa chạy thật nhanh đến đó. Từ ngoài, nhìn vào, thấy cậu cả đang ngồi ở đó tính toán sổ sách mai Hoa chạy vào đứng thẳng trước mặt cậu vừa nói vừa thở cậu cả ơi xin cậu cứu giúp con xin cậu xin cậu nhanh lên ạ à? đình tùng nhìn thấy sự hớt hài của mai hoa nhanh chóng gặp lại sổ sách lên tiếng hỏi chuyện gì đấy có chuyện gì sao mai Hoa kể lại cho cậu nghe mọi chuyện cậu suy nghĩ gì đó rồi nhanh chóng lên tiếng Chuyện này tôi không tiện xen vào. Cô nên đi tìm cậu ba thì tốt hơn. Cậu, cậu cũng thừa biết tính của cậu ba. Mà hơn nữa, thì biết tìm cậu ấy ở đâu à? Con xin cậu đấy, cậu thương tình mà cứu đứa bé. Nó vô tội. Thành tịnh vì chuyện này mà bận tâm rất nhiều. Cậu giúp mợ ba cũng xem như là đang giúp thanh tịnh. Con xin cậu đấy. Ano, chuẩn bị xe kéo. Dạ vâng, thưa cậu. Nhìn xe cậu cả lăn bánh, Mai Hòa mới thở phào một cái, rồi nhanh chóng chạy đến chỗ của Thanh Tịnh. Lúc này ở nhà ông hội đồng, mợ ba vẫn đang còn bị trói ở ngoài sân. Bà ba cùng với bà Sên đang cầm chén thuốc trên tay, đi đến. Bà ba lên tiếng. Bóp miệng nó, đổ thuốc vào. Ông Sinh và chị Liên đứng ở trong nhìn ra, mà sốt ruột, lo lắng. Mợ cả đi đâu mà bây giờ vẫn chưa về. Bà cả thì lại không có ở nhà. Lần này thì không ai cứu được mợ ba rồi. Bà sen đi đến, giật đầu của mợ ba ra sau. Cậy miệng ra rồi đổ thuốc vào. Thuốc vào miệng bao nhiêu thì mợ ba phun hết ra bấy nhiêu. Bà ba tức mình đi đến đứng trước mặt của mợ ba. vung tay tát một cái như trời giáng. Mày cứng đầu, muốn giữ đứa bé này lại để nó ám con trai tao phải không mợ bà giọng nói yếu ớt má không phải như vậy đứa bé này không hại ai hết xin má hãy tin con tin con dù một lần thôi ạ à. không được nói nhiều tao nói mày bỏ là phải bỏ đi mấy đứa kia đâu ra giữ chặt nó lại bịt mũi bịt miệng lại nhất định phải ép được nó uống hết bát thuốc này bát thuốc vừa được bà sên đưa lên miệng mỡ, chuẩn bị đổ vào thì tiếng của cậu cả từ đằng xa vọng tới bà sên dừng tay bà ta nghe tiếng cậu cả dừng tay lại rồi đứng ra sau bà ba cậu cả tiến đến nhìn chằm chằm bát thuốc trên tay của bà sên bà ba vẻ mặt vẫn bình thản đáp lại <laughs> cậu cả hả? trăm công nghìn việc những chuyện như thế này không dám làm phiền cậu cậu cả nụ cười cười như chưa có chuyện gì xảy ra những chuyện ngoài công việc thì tôi không muốn can thiệp nhưng cái công việc này thì lại khác tôi nghe nói má ba muốn bỏ đứa bé kia đứa bé này là tai họa không thể giữ má ba lại hồ đồ rồi chỉ dựa vào một lời nói của một kẻ vô danh ngoài kia mà về nhà ra tay sát hại con cháu nhà họ Hoàng. Thì không biết má có nghĩ đến hậu quả khi đứa bé này là bé trai hay không? Lời cậu cả nói ra một phát trúng ngay vào điểm yếu của bà ba. Nhưng bà ta vẫn cố chống chế. Bây giờ bào thai còn bé, chưa biết là trai hay gái. Tốt nhất thì vẫn nên phá bỏ. Vì nó là một mối hoại cho cả ngôi nhà này. Thả giết nhầm còn hơn bỏ sót. Lời bà ba nói thật là ghê sợ. Đám gia nô đứng trong kia nghe mà căm phẫn. Nhưng vì là phận đầy tớ nên đạnh ngậm miệng. Lúc này cậu cả giọng cứng hơn. Tôi chưa thấy một mối họa nào ập đến. <laughs> mà tôi chỉ đang thấy má ba đang chính tay giết chết con cháu nhà họ Hoàng. Nếu sự việc này đồn ra ngoài kia thì tai tiếng thế nào? Má ba chắc là người hiểu rõ nhất. Từng câu từng chữ cậu cả thốt ra, đều đón đầu bà ba. Về màng ăn nói, bà ta không thể nào qua mặt được cậu. Cậu ăn học nhiều, hiểu biết rộng, nên đối đáp với những việc này không thể là khó với cậu. Hơn nữa, sự việc lần này là do bà ba sai. Có chống chế đến thế nào, cũng không thể nào thắng được. Bà ba thua thế, không thể nào làm căng hơn hất đổ chén thuốc trên tay bà sen xuống đất mặt hậm hực đi về phòng ông sinh và chị liên trong bếp nhìn thấy bà ba đã đi cũng nhanh chóng chạy ra cởi trói cho mợ ba cậu cả lúc này mới lên tiếng dặn dò dìu mợ vào phòng nghỉ ngơi đi gọi thầy lang đến khám cho mợ ấy vẻ mặt ai nấy cũng vui mừng khi mợ ba thoát được kiếp nạn Cậu cả đi vào phòng không thấy Thành Tịnh đâu, đi xung quanh nhà tìm cũng không thấy. Lúc này Mai Hoa từ sân chạy vào, mặt hớt ha hớt hải gọi lớn. "Cậu cả ơi, cậu đâu rồi?" Nghe tiếng gọi, cậu đi nhanh ra ngoài. Mai Hoa nhìn cậu, vội vàng chạy đến, giọng gấp gáp. "Cậu ơi, Thành Tịnh chị ấy mất tích rồi." "Chuyện như thế nào? Cậu nói rõ xem nào." "Lúc nãy em với Thanh Tịnh chạy đi tìm cậu nhưng đi được giữa đường thì bị hai tên nào đó nhảy ra chắn đường lại vì lo lắng cho mợ ba nên Thành tịnh mới bảo em chạy trước đi tìm cậu ạ à. vừa rồi em quay lại nơi đấy tìm nhưng không thấy chị đâu cậu cả nghe xong thì mặt biến sắc giọng nói gấp gáp ở đâu nhanh dẫn đường dẫn đầu là cậu cả đi theo sau là một đám gia nô theo sự chỉ đường của mai hoa cả đám chia nhau ra đi tìm thanh tịnh tìm một hoài không thấy đâu càng làm cho cậu thêm lo lắng giữa cái nắng gắt của mùa hè không nắng bằng trong lòng cậu như lửa đốt nhiều người như thế này mà đã hơn một canh giờ vẫn chưa tìm thấy cô bên đấy có có không dạ thưa cậu không à tiếp tục tìm kiếm đi lục hết chỗ này lên đã tìm liên tiếp ba canh giờ nhưng không có kết quả gì, tất cả mọi người đã thấm mệt, không còn sức để đi. Lúc này Ano mới lên tiếng. Cậu, chúng ta về thôi, mọi người đã thấm mệt rồi. Đến chiều chúng ta lại tiếp tục tìm. Cậu đường đó sốt ruột hơn bao giờ hết, không còn giữ được bình tĩnh như mọi ngày. Cứ cho mọi người về trước đi, tôi sẽ tiếp tục tìm. Cậu, cậu phải chú ý đến sức khỏe chứ cậu mà khụy xuống thì biết làm sao. Ngồi trong phòng mà cậu đứng ngồi không yên, cơm cũng không thèm ăn, hết đi ra rồi đi vào. Đến chiều tất cả mọi người lại tiếp tục tỏa ra tìm kiếm lần thứ hai. Lần này mở rộng hơn, nhưng tìm đến khi trời tối cũng không thấy tung tích của cô đâu. Mọi người đốt đuốc tiếp tục tìm kiếm. Tiếng gọi trong đêm nghe đến lộn cả ruột gan. Mợ cả ơi, mợ ở đâu ạ? À? Mợ cả ơi. Thanh Tịnh ơi, chị đang ở đâu? Chị lên tiếng đi. Trong một căn nhà hoang, Thanh Tịnh từ từ mở mắt, đầu hơi choáng váng, nhìn xuống thì thấy tay chân mình bị trói. Nhìn xung quanh, trời tối om, chỉ có một ít ánh trăng chiếu dọi vào. Nghiêng đầu nhóm ra ngoài kia thì thấy hai tên đang ngồi canh giữ. Cô nhận ra ngay là hai tên lúc trưa chặn đường cô chưa cần biết bọn chúng bắt cô để làm gì việc trước mắt là phải thoát ra khỏi nơi này cô nhận ra nguy hiểm xung quanh cố cởi trói nhưng vì bị buộc quá chặt nên không thể nào cởi ra được nhìn xung quanh ở đường kia có một cục đá nhọn cô nhòm đầu ra nhìn hai tên đó vẫn không để ý vào phía bên trong này cô nhanh lếch dần người rồi ngã người xuống nhặt cục đá lên cứa mạnh vào dây phải nhanh lên để hai tên kia vào thì cô hết đường mà chạy trốn. Cứ đến mức bàn tay cô dì máu. Trời thương tình thì sợi dây cũng đứt. Cô mừng trong bụng lắm. Sau đó nhanh chóng ngồi dậy, cởi trói ở chân. Nhìn xung quanh không thấy một lối thoát nào. Nhìn ra bên ngoài, hai tên kia vẫn đang còn ngồi giữa lưng vào tường. Không biết đang thức hay đã ngủ. Cô cúi xuống nhặt một cục đá ném mạnh ra bên ngoài thấy hai tên kia không động đậy gì chắc chắn là đã ngủ say cô hít một cái thật sâu nhón chân đi nhẹ nhàng nhất có thể không phát ra tiếng động ra đến nơi hai tên đó đang ngồi cô cúi người xuống mà lần mò đi ra một tên chở mình khiến cô giật mình nằm xuống đất bịt kín miệng nín thở may quá vẫn chưa bị phát hiện cô nhanh bò ra thêm một đoạn quay đầu lại Nhìn thấy hai tên kia đang còn ngủ say, không đợi gì thêm, cô ngồi dậy, chạy thật nhanh về phía trước. Tường đầu đã thoát, còn chưa kịp vui thì tiếng chó sủa oang oang. Cô giật mình quay sang nhìn thấy một con chó đang được cột ở gốc cây. Mẹ kiếp, vẫn đang còn một con chó ở ngoài này canh giữ. Cô quay đầu lại, nhìn thấy hai tên kia đã dậy và cô đã bị chúng phát hiện. Bọn chúng đuổi theo cô. Con kia? con kia đứng lại cô cò chân chạy thật nhanh về phía trước trời thì tối càng làm cho cô không thấy gì mặc kệ phía trước có gì cô cứ như thế cắm đầu chạy thật nhanh đứng lại đứng lại cho tao tiếng của hai tên kia càng lúc càng rõ cô biết bọn chúng sắp đuổi kịp rồi nơi đây hưu quạnh không có nhà không có người để kêu cứu, cứu cô giữ sức mà chạy chạy thật nhanh khỏi tầm mắt của bọn chúng mẹ kiếp một tên may ra cô còn đối phó được đằng này hai tên tên nào đều cao to và khỏe như trâu cô không thể làm gì được chỉ còn cách duy nhất là chạy thật nhanh chạy thật nhanh chạy một hồi cô cũng đuối sức chân tay như muốn rụng rời hai tên kia vẫn đang còn đuổi theo phía sau càng lúc càng nhanh gần đuổi kịp cô cô không thể nào bỏ cuộc được nhất định phải thoát ra khỏi nơi đây Cô cố gắng tăng tốc, chạy về phía trước. Vì trời quá tối, cộng thêm quá đuối. Cô vấp vào một cục đá, rồi ngã nhào xuống đất. Chưa kịp ngồi dậy, thì một tên đã đuổi kịp cô. Cầm tóc của cô giật mạnh ra phía sau. Tên phía sau chạy đến, thở hồn ha hồn hền. Vùng tay, tát cô một cái, rõ đau. Còn danh con, tao đánh cho chừa cái tật bỏ trốn. Làm tao đuổi theo đất cả hơi cô ngửi được mùi máu tanh trong miệng của mình sừng cổ lên chửi bới thả tao ra cậu cả nhà ông hội đồng sẽ đến và không để yên cho mấy người cô nhìn từ xa thấy có ánh sáng gì đó giống như là mấy ngọn lửa cô hét thật lớn cứu tôi ai đó cứu tôi với ở bên này có người bắt cóc tôi tên kia nhanh chóng bịt miệng cô lại mặc cho cô vùng vẫy mày còn đứng đó à kiếm cái gì, nhét vào mồm nó, đưa nó vào trong căn nhà kia. Thành Tịnh bị hai tên kia lôi đi, cô nhìn theo thứ ánh sáng đó dần dần đi xa rồi khuất hẳn. Nước mắt cô rơi, cô nghĩ ở trong đầu. Cậu cả ư? Cậu đang ở đâu? Các người, buông cô ấy ra. Cô ngẩng mặt lên nhìn thấy cậu, cậu đang từ xa chạy đến không hiểu tại sao nước mắt của cô lại chảy ra cậu giống như một ông bụt trong một câu chuyện cổ tích vậy cô vừa mới thầm gọi cậu thì ngay lập tức cậu đã xuất hiện hai tên kia nhìn thấy cậu cả nhà ông hội đồng nhanh chóng buông tay cô ra chạy thục mạng về phía trước cậu nhanh chóng chạy lại đỡ lấy cô thành tịnh em có sao không cô ôm chầm lấy cậu khóc như một đứa con nít vừa bị lạc đường Sao bây giờ cậu mới đến? Cậu vỗ vỗ vào vai lưng và trấn an cô. Không sao đâu, đừng sợ. Anh sẽ đưa em về. Ano, dẫn theo người, đuổi bắt sống hai tên đó lại cho tôi. Cậu bế cô trên tay bước đi, cô vòng tay qua cổ cậu, ôm chặt lấy cậu. Ngay thời điểm này, không gian này sao cô thấy ấm lòng và an toàn hơn bao giờ hết bờ vai cậu vững chãi hơn bao giờ hết cứ như thế cậu không nói gì cờ mặt chưa thể giãn ra còn cô thì cứ nhìn cậu mãi hai trái tim hai luồng cảm xúc khác nhau nhưng dường như đang hướng về một phía cậu đặt cô nhẹ nhàng xuống giường ngồi xuống bên cạnh vén mấy sợi tóc ra sau vành tai của cô nói nhỏ nhẹ em đói chưa cô gật đầu làm nũng như mọi khi. Em muốn ăn gà. Cậu cười nhẹ vuốt má của cô. Em đợi một lát, sẽ có ngay. Bây giờ cô mới nhớ đến chuyện của Nguyệt, nhanh chóng hỏi. Mợ ba như thế nào rồi cậu? Ổn rồi, em yên tâm, mà nghỉ ngơi. Cô thấy cậu đi đến tủ, mở lấy một hộp thuốc, rồi đến đỡ lấy người cô dậy. Mở hộp ra, bồi lên chỗ vết thương đang dì máu trên khóe miệng của cô. Có lẽ vì rát nên thanh tịnh rụt người lại nhăn mặt. Cậu thấy vậy, ghé sát vào thổi thổi chỗ đau kia. Hành động của cậu lại làm cho trái tim của cô loạn nhịp. Người gì đâu vừa đẹp trai, lại vừa tâm lý thế này. Nếu như cậu tiếp tục làm, chắc cô sẽ chết mất. Gáng một chút, sẽ hết đau. Khi cậu vừa đứng dậy, Cô nhanh chóng giữ tay lại, đưa cánh tay khác ra, giả vờ nhăn nhó. Cậu ơi, em còn đau ở đây nữa. Đâu, chỗ nào? Thành tịnh kéo tay áo lên, chỉ là một vết xước nhỏ, không đáng là bao. Đây này, chỗ này này, đau lắm. Đinh Tùng mở hộp thuốc ra, tiếp tục bôi vào chỗ đó. Nói thật thì cô cảm thấy chỗ đó mát mát, chứ chả thấy đau hay rát gì thế mà cô vẫn cứ hít hà cho bằng được không thấy cậu thổi như lúc nãy cô lại làm mặt nhăn nhó cậu cậu thổi đi cậu ngẩng mặt lên nhìn cô thắc mắc rồi cười với gương mặt giả vờ kia nhưng biết làm sao được ai bảo cậu thích cái tính cách này của cô cậu nâng cánh tay của cô lên thổi vào chỗ đau kia xong rồi đấy cô lại tiếp tục đưa chân ra kéo ống quần lên làm lộ ra một làn da trắng mướt. Cậu ơi, còn ở đây nữa. Lần này thì cậu không thể nhịn được bởi cái tính làm nũng của Thanh Tịnh. Cậu suy nghĩ trong vài giây rồi đặt bàn tay lên ngực cô, hỏi. Thế cái chỗ này có đau không? Cậu đúng thật là biết cách chiều lại cô. Chiều thế này thì cô chắc chắn chịu thua rồi. Thanh Tịnh hất mạnh tay cậu ra, kéo ống quần xuống. Cậu ăn cái gì mà vô duyên thế. Cậu cầm bàn tay của cô, đặt lên nơi con tim của cậu, nhìn sâu vào ánh mắt. Anh đau ở đây này. Lần này thì trái tim cô bị rụng thật rồi. Cậu càng lúc càng công kích thế này, thì có sắt thép, phải mềm ra thôi. Dẫu dặn lòng là không được động lòng, hay có tình cảm gì với cậu. Có như vậy sau này quay trở về, cô mới không vấn vương, không đau đớn, nhưng tình cảm làm sao mà biết được không thể theo ý của mình cô càng đấu tranh bao nhiêu cậu lại càng công phá bấy nhiêu thành tịnh vội thụt tay lại đứng lên em em đi vào tắm đây nhìn vẻ luống cuống của cô cậu cứ ngồi đó cười nhẹ có lẽ từ khi cô gái này xuất hiện cuộc sống của cậu có muôn màu hơn không ảm đạm u buồn như trước nữa bên ngoài có tiếng gõ cửa Giọng Ano vọng vào. Cậu cả! Cậu đi đến mở cửa. Ano lên tiếng. Dạ thưa cậu, đã bắt được hai tên kia rồi à? Đi thôi. Tất cả mọi người tập trung ở nhà chính. Hai tên kia được trói, dài vào và quỳ xuống dưới chân của cậu. Bà Tư nhìn hai tên kia, mặt cũng nhanh chóng biến sắc, nhưng lại không thể hiện rõ ra bên ngoài. Đinh Tùng đặt ly trà xuống bàn, lên tiếng giọng nói vẫn còn căm phẫn nói ai sai hai người bắt cóc mợ cả nhà này hai tên kia chọn cách im lặng không hé môi Hừ, cũng to gàn đấy tao hỏi lại ai là người đứng sau bà tư nhìn hai tên kia nháy mắt ra hiểu ngay lập tức cả hai ngã xuống đất anh nô đi đến kiểm tra thì cả hai đã tắt thở Bọn chúng cắn lưỡi tự tử rồi ạ. À? Tức mình cậu ném ly trà ra ngoài sân. Nước bắn tung tóe, Những đường gân xanh cũng vì thế mà nổi lên khắp người của cậu. Giải quyết bọn chúng đi. Nhìn cậu cả đi về phòng. Bà Tư mới dám thở mạnh. Vừa rồi quá nguy hiểm. Hai tên kia cũng biết điều. Bà quay sang nói với Sên. Chủ cấp tiền đầy đủ cho gia đình hai tên kia. Dạ vâng. Tôi làm ngay thưa bà. Thành tịnh nằm nghỉ ngơi trong phòng. Mỡ ba Nguyệt mở cửa đi vào. Trên tay còn bê một tô cháo còn khá nóng. Cô ngồi dậy. Mỡ ba đi đến ngồi xuống bên cạnh. Đưa tô cháo về phía cô. Chị ơi, cháo này tự tay em nấu. Chị ăn thử xem có vừa miệng không? Thành tịnh nhận lấy tô cháo, đưa lên người mùi thơm phức. Cô cười một cách thân thiện. Người thôi, cũng thấy thơm rồi. Mà này, sức khỏe của em còn yếu. Thế tại sao lại vào bếp làm gì? Em chỉ muốn làm điều gì đó cho chị. Để cảm ơn chị đã cứu hai mẹ con em à. Chuyện nên làm thôi. Mà sao tự dưng lại đổi sang chị chị em em thế này? Mợ ba Nguyệt gãi đầu cười. Hôm nay em quen miệng rồi ạ. À? Thôi, thế cũng được. Từ giờ em phải cẩn thận hơn đấy. Quan trọng vẫn là cái thai. Gương mặt của mợ ba trùng xuống, ôm chiếc bụng rồi thở dài. Em chỉ muốn rời khỏi đây mà sinh đứa bé thôi. Ở đây nguy hiểm lắm. Em... Đến cậu ba cũng không ngó ngàng gì đến em. Em buồn và cô đơn lắm chị ạ. À? Nhìn thấy sự lo lắng, buồn bã hiện rõ trên khuôn mặt nhỏ mé của mợ ba làm cho cô cảm thấy rất đau lòng cầm chặt tay mợ ba cổ an ủi em cứ yên tâm đi chị sẽ bảo vệ đứa bé này đến cùng mợ ba ôm chầm lấy cô vì xúc động trong căn nhà rộng lớn này không có lấy một người đứng ra bênh vực cho mợ không có lấy một người bảo vệ kể cả chồng của mình bây giờ có thanh tịnh một cô gái thân hình nhỏ bé nhưng lại can đảm đứng ra bảo vệ cho hai mẹ con mợ mở cảm động đến rơi nước mắt. Ba ngày sau, những vết thương trên người cô cũng dần lành, cũng may là không để lại sẹo gì. Công nhận, thuốc của cậu tốt thật đấy. Nằm trên giường, Thanh Tịnh cứ lăn qua lăn lại, nhìn ra ngoài, không thấy bóng dáng của cậu về. Không biết đi đâu, trời tối thế này mà còn chưa về. Cô thấy khó chịu trong lòng. Dạo này cứ thấy cậu giấu giấu, giếm giếm cái gì đó. Trời chưa sáng là cậu đi rồi, đến tối mịt mới về nhà. Không những thế, về đến là lăn ra ngủ, không thèm nói chuyện với cô như mọi ngày. Cô thấy đang nghi lắm, hay là lén lút với em nào đó ở ngoài kia. Càng nghĩ lại càng thấy buồn lòng. Hết đi ra rồi lại đi vào, mong ngóng cậu về. Từ xa thấy dáng một người giống cậu đang đi đến, cô chạy nhanh phi lên người cậu. Hai tay vòng qua cổ cậu, ôm chặt lấy. Hai chân cắp chặt sau lưng. Vì hành động quá bất ngờ của cô, khiến cậu phải trốn mắt, đứng nhìn. Cậu làm cái gì thế? Mau ôm em, lại gần, rồi... đi! Đình Tùng sợ cô rơi xuống, nhanh chóng vòng tay qua, ôm chặt lấy cô. Mắt liếc nhìn xung quanh, cậu mới lên tiếng. Em trèo xuống đi, để mọi người thấy lại không hay đâu. Nếu như cậu sợ mọi người nhìn thấy, thì cậu bế em vào trong phòng đi. Cậu hôn chụt vào môi của cô. Em đúng là chỉ có giỏi hành anh thôi. Cô ngã ngửa ra sau cười lớn. Cứ thế cậu bế cô đi thẳng vào trong phòng, đóng cửa lại nhẹ nhàng, đặt cô xuống giường. Cô ngửi cô áo của cậu, không thấy mùi gì lạ. Còn cậu thì cứ thấy buồn buồn, ấn đầu cô đẩy ra, em đang làm cái gì đấy em đang ngửi xem có mùi của đàn bà không kết quả nào thành tịnh lắc đầu cười cười không có nhưng mà mấy ngày hôm nay cậu làm cái gì mà bí hiểm thế có phải cậu đang giấu em cái gì không đinh tùng chỉ cười nhé không nói gì với tay lấy từ trong cặp ra một mô hình ngôi nhà được làm từ gỗ một cách tỉ mỉ và công phu cho em này cô nhận lấy cầm trên tay miệng cười không ngậm lại được đưa lên ngắm nghía và không ngớt lời khen cho cậu đẹp thật đấy có thích không em thích lắm mà cậu làm cái này cho em à không cho em chứ làm cho ai suy nghĩ đó cô không nhớ ra rồi lên tiếng hỏi tiếp thế mấy ngày hôm nay cậu đi sớm về khuya là để làm cái này cho em đấy à thế em nghĩ là anh đi đâu cô vội khua tay làm mặt hề em có nghĩ cái gì đâu cậu làm em cảm động muốn khóc rồi đây này thế thì em nên báo đáp đúng không thành tịnh suy nghĩ một lát rồi nói tiếp thế cậu nằm xuống giường đi em đấm lưng cho cậu nhé bàn tay cô chạy dọc theo sống lưng của cậu những chuyện này cô ở nhà hay làm cho lão đại nên quen tay rồi mà phải công nhận da thịt của cậu chắc thật đấy sờ vào đã cái tay gì đâu tự nhiên trong lòng cô thấy dạo rực lên hẳn không hiểu sao mỗi lần ở gần cậu cái cảm giác quái quỷ kia lại ập đến không được cứ thế này chắc cô không kiềm chế được cảm xúc mất phải lập tức bàn tay cô rời khỏi lưng của cậu em xong rồi em chuẩn bị nước tắm cho cậu nhé khi cô còn chưa kịp leo xuống giường thì đã bị cậu lật mạnh người đè lên cúi xuống ngậm lấy môi của cô mà mơn trớn nhẹ nhàng từ từ đưa cô vào vị ngọt ngay lúc sự dạo dực trong cô tăng lên gấp bội bởi nụ hôn đầy kích thích kia của cậu bất giác cô không chống cự mà từ từ vòng tay qua ôm chặt lấy tấm lưng rắn chắc kia đáp trả một cách vụng về cô thật sự đã có tình cảm với cậu rồi chăng Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi đến cho quý vị và các bạn phần 3 của bộ truyện Con dâu nhà họ Hoàng. Và sau khi lắng nghe xong phần 3 này thì chúng ta đã thấy được rằng rõ ràng là bà Tư, bà ấy có tình cảm với cậu cả đúng không ạ? Và bà ấy đang đứng sau tất cả mọi chuyện để có thể hành hạ và trì chiết bản thân của Thanh Tịnh. Có rất là nhiều sóng gió trong ngôi nhà này đây và không biết Thanh Tịnh sẽ sống tiếp những ngày như thế nào. Liệu rằng cậu cả và Thanh Tịnh có yêu nhau, có đến được với nhau hay không thì chúng ta lại tiếp tục theo dõi tập truyện này sẽ được Tâm An gửi đến cho quý vị phần tiếp theo vào giờ phát sóng giờ này ngày mai. Quý vị hãy chú ý theo dõi nhé. Còn bây giờ thì thời lượng phát sóng của chương trình đến đây cũng hết rồi. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong buổi tối ngày hôm nay. Xin chúc quý vị có thật nhiều sức khỏe, thật nhiều niềm vui và có một buổi tối ngon giấc. Xin chào và hẹn gặp lại.